Hôm nay mình quay trở lại đây, ở đây có một cái quán ăn rất là nổi tiếng, đó là quán vịt, vịt nấu chao. Đến cái quán, đến cái chỗ cháo vịt, lời vịt nấu chao Thành Giao thì bà con đừng quên nha, có thể ăn chơi thêm một cái món này nữa, đó là ốc bươu nướng tiêu. Có đã. Kính thưa quý vị các bạn, ở đây là hẻm số 1 của đường Lý, ở đường Lý Tự Trọng. Hẻm 1 đường Lý Tự Trọng, thành phố quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Hôm nay mình quay trở lại đây, ở đây có một cái quán ăn rất là nổi tiếng, đó là quán vịt, vịt nấu chao của chế Thành Giao. Đây, đây quán của chế vẫn còn. Nói chung là chế Thành Giao là các anh em nghệ sĩ rất là quý, từ những anh em nghệ sĩ nổi tiếng như cỡ Hoài Linh nè, rồi Đàm Vĩnh Hưng nè, rồi Trấn Thành, Trường Giang, rồi nói chung là tất cả các nghệ sĩ mà lớn ở Việt Nam này đều hầu hết đều đã từng ghé quán này một lần. Đó. Riêng về vịt nấu chao mà ai mà ghiền cái món này thì phải đến thử cái quán của chế Giao một lần nha. Rồi, ở đây ăn cái món này thì ăn với lại có thể ăn với bún mà có thể ăn với mì gói, nhưng mà mình khoái ăn với mì gói hơn. Sôi rồi. Ngon quá, hấp dẫn quá. Húp thử miếng nước. Rất đậm đà. Cho em rổ rau đi chị ơi. Ồ, quá đã. Chưa có rổ rau. Anh phải vớt mì ra trước. Rồi, ok. Còn cái bông này, cái này là gì ta? Cái này là gì? Chắc không? Cái này kèo nèo nha. Theo lời bạn trong đoàn mình nói là kèo nèo, thì mình cũng nghe kèo nèo rồi. Kèo nèo với rau muống. Rồi, cảm ơn em. Ấn xuống một cái lấy một tấm hình chụp. Rồi mình cũng làm một đũa mì gói. Cái mì này nó giống mì Miliket nhưng không phải mì Miliket nha. Mình rất là thích ăn kiểu này, bỏ miếng chao vô. Đó, mình thích ăn kiểu dạng xong cái bỏ mấy miếng ớt. Nhiều khi ăn vậy thôi cũng đủ rồi đó, khỏi cần. Vậy là xuất sắc rồi. Đây tàu hủ ki. Kèo nèo nhé.
rất là nóng. Nước hơi sùng sục à, đẹp quá. Ngon lắm bà con ơi, cái nước đậm đà lắm. Tăng cái này là húp cái nước á. Cái nước này mới là độc đáo, độc nhất vô nhị nè. Tàu kỳ nữa, ngon lắm. Rồi mình sẽ kia, mình chỉ kiếm một cái mình ăn một đúng một miếng thôi. Ồ, thịt nè. Kiếm cái đùi coi có đùi không. Chắc không có đùi rồi. Rồi làm hai cục nhẹ thôi nha. Kiếm cái cục nào mềm mềm. Thêm một cục nữa. Huyết, lại có huyết nữa, tụi gái đang phải tìm huyết. Đó, hai em huyết, huyết cái này ăn mới sướng nè. Có cái muỗng đi anh. Rồi, giờ review hết cái chén này là coi như xong. Đây, quá đã, quá đã. Đó, cái chao nó đã đậm đà sẵn rồi, nhưng mà mình sẽ thêm một miếng chao cục vô cho nó béo. Ây à, đó, chấm vô đây cho nó béo. Mấy lần trước mình vô hơi vô nấu hơi sớm nên là nó không có mềm. Bữa nay vô nấu trước là nó mềm ngon quá. Rồi một năm mấy mới trở lại đây đó. Đây cứ một cái nồi như vậy là 350 nha bà con. Mà nhiều lắm, thịt quá trời đất luôn á. Biết cái mềm mùi à. Mà nó sực sực, dai dai. Cẩn thận. Nước bên trong phỏng lưỡi à. À, béo quá béo. Ngon xuất sắc. Cảm ơn. Cải bè xanh. Ngon quá. Nhưng mà cái này là cái vịt ăn rất là vừa. Không có miếng mỡ luôn. Thank you.
À, đậm đà. Nóc chao mà có cảm giác như có pha có nước dừa nữa. Mình nghĩ là có nước dừa tươi nữa. Cái vị nó ngọt ngọt, nó béo béo, thanh thanh. Rất là đặc biệt. Ok. Cái này có thể ăn với kèo nèo, có thể ăn rau muống và có thể ăn cải bè xanh nữa. Mồng tơi cũng có nữa. Có rất nhiều loại rau. Mỗi rau nó sẽ tạo ra một cái vị khác nhau. Riêng mình khoái ăn cải bè xanh, có một cái vị nhẫn nhẫn vô. Có hòa quyện với vị ngọt béo của chao, của nước dừa, của vịt, của khoai. Và cái nấu chao nên cái vị nó đậm đà lắm, rất độc đáo. Rồi, giờ cũng phải ăn thử cái món quái đản quán đãi. Rồi, cảm ơn bà chị nha. Đó. Đến cái quán, đến cái chỗ cháo vịt, lời vịt nấu chao Thành Giao thì bà con đừng quên nha, có thể ăn chơi thêm một cái món này nữa, đó là ốc bươu nướng tiêu. À, đó đã. Cái ốc bưu ở đây là ốc bưu quê, ốc quê, cho nên là nó rất là ngon. Đó, ở Sài Gòn mà chúng ta tìm mấy quán ốc bưu mà nướng tiêu không có ngon bằng ở miền Tây là vậy đó. Rồi, có lẽ xin khép lại video này tại đây nha. Đã trên 1.5 năm rồi mới trở lại thăm quán của anh, của chế Thành Giao. Đó. Cảnh cũ nhưng mà người xưa thì không còn. Rất hơi buồn. Nhưng mà chất lượng thì không đổi. Đó, vịt nấu chao Thành Giao vẫn ngon xuất sắc. Ở đây là hẻm số 1 đường Lý Tự Trọng ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Đi vào đầu hẻm sẽ thấy hỏi người ta. Quý bà con cô bác cứ hỏi vịt nấu chao Thành Giao là người ta sẽ chỉ vào. Quán này mấy chục năm rồi, ngon lắm. Quán của tất cả các nghệ sĩ nổi tiếng đều phải ghé. Tất cả các nghệ sĩ luôn á, gần như là mình nghĩ 90% các nghệ sĩ. Nghệ sĩ Đông Nam á, Đông Nam Bộ, Đông Nam và nghệ sĩ hải ngoại, ai về đây cũng phải ghé quán này ăn hết. Kể cả ông Danh Canh Cúc bạn mình. Xin chào tạm biệt quý các bạn, quý vị khán giả.